Anh ơi, em tự làm kim chi hoài mà không được. Anh có công thức nào dễ làm không anh? À, có luôn em ơi. Đầu tiên em sẽ ra chợ mua cho anh một bắp cải thảo nha. Sau đó cả nhà sẽ chẻ đôi ra và cắt làm năm như Hoa Si hướng dẫn. Bắp cải thảo sẽ khoảng từ 400-500g cả nhà nha. Sau đó cả nhà sẽ pha khoảng 1,5 lít nước lọc cùng với 1,5 muỗng muối. Rồi mình sẽ khuấy đều lên và cho cải thảo vào ngâm hơn nửa tiếng cả nhà nha. Đó, tiếp tục cả nhà sẽ cho vào đó một muỗng muối, rải đều lên gốc cải thảo. Biết để chi không? Tại vì khi ngâm nước muối á, cải thảo sẽ mềm ra mà không cần phải phơi nắng nữa cả nhà nha. Bước 2, mình sẽ tiến hành đi cắt thái rau củ. Các bạn sẽ dùng nửa quả táo và cắt theo Hoa Si hướng dẫn nha. Đó, mình sẽ thái lát mỏng ra như thế này rồi đập cho xòe ra và cắt sợi như Hoa Si hướng dẫn nha. Quá chi là đơn giản luôn phải không? Cái công thức này á, ai cũng có thể làm được luôn. Tin Hoa Si đi. Tiếp theo là đến gừng, cả nhà cũng cắt như táo luôn nha. Nhưng mình lưu ý á, là cắt sợi nhỏ hơn táo tí là ok. Đó, và tương tự các loại rau củ khác, cả nhà cũng sẽ thái kiểu như vậy nha. Rồi tiếp đến là củ cải trắng nè. Nói chung á, là công thức và định lượng Hoa Si sẽ để hết ở cuối clip cho cả nhà luôn. Kim chi á, là một món ăn phổ biến thế giới, được bắt nguồn từ Hàn Quốc. Nhưng mà khi kim chi đến với văn hóa mỗi nước thì sẽ có một chút sự thay đổi về khẩu vị để phù hợp với người dân của nước đó. Và Việt Nam mình cũng vậy, kim chi sẽ được biến tấu lại chút cả nhà nha. Nói chung á, khi mà nghĩ đến chuyện tự vào bếp làm kim chi ăn thì sẽ là một thứ gì đó nghe khá là xa xôi so với số đông của người dân Việt Nam mình. Tại vì thông thường á thì chỉ có đầu bếp hoặc là các anh chị em nội trợ lâu năm chuyên nghiệp thì mới biết làm kim chi thôi. Đó, nhưng mà từ đây trở đi thì những vấn đề khó đó sẽ không có còn xuất hiện nữa nha. Biết làm sao không? Tại vì có Hoa Si lo rồi, luôn tìm đủ mọi cách để hướng dẫn cho cả nhà một công thức đơn giản nhất, dễ làm nhất và ngon bá cháy luôn. Có phải vậy không? Ok, bây giờ Hoa Si cắt xong rồi nè, để mình sẽ quay kỹ lại các loại nguyên liệu cho cả nhà nhớ nha. Toàn là những nguyên liệu dễ tìm không à, yên tâm. Bước 3, mình sẽ cho tất cả các loại rau củ đã cắt thái vào thau. Đó, tới cái bước này á, thì việc của mình chỉ là trộn lên thôi. Và có một lưu ý á, là cả nhà sẽ cho hết vào nhưng mà chừa dưa leo lại cho Hoa Si nha. Để làm cái gì thì tí nữa cả nhà sẽ biết. Ok, trộn đều tay lên, sau đó cả nhà sẽ cho vào đó là một gói gia vị muối kim chi gu ngon. Đó, đây mới là cái bí quyết làm nhanh làm gọn nè. Dùng để ướp cải thảo kim chi mà không cần phải thêm bất cứ loại gia vị hay là chất lên men tạo màu nào khác. Đã không? Khỏi phải mất công tìm mua nhiều loại gia vị khác nhau. Ok, bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên, rồi sau đó bóp nhẹ tay từ từ. Đó, một gói gia vị sẽ trộn với 700g rau củ cả nhà nha. Sau đó cả nhà sẽ vớt cải thảo ra, rồi mình sẽ cắt ra làm ba ha. Nhớ rửa cải thảo qua nước 5-6 lần và vắt khô nha. Ok, sau đó mình sẽ cho phần gốc vào trước. Mình sẽ nhồi những cái rau củ cắt thái đã tẩm gia vị vào bên trong các góc cạnh của bẹ cải. Rồi tiếp tục cho tất cả những phần cải thảo còn lại vào và trộn đều tay lên. Mình sẽ bóp nhẹ tay cho tới khi nào cải thảo mềm và thấm đều gia vị. Bước cuối cùng là cả nhà sẽ cho vào đó là nửa muỗng nước mắm. Đó, trộn đều thêm chút nữa rồi mình sẽ cùng nhau đi ủ kim chi nha. Hoa Si sẽ cho vào hũ thủy tinh như thế này và lót phần dưa leo đã thái mỏng bên dưới đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ sắp đều kim chi vào thôi. Cả nhà sắp đều tay xong sẽ mang đi ủ từ 6-8 tiếng nha. Như Hoa Si khuyên á, cả nhà sẽ ủ 6 tiếng trước, sau đó mình sẽ lấy ra mình thử xem có đủ vị chua của mình chưa. Còn nếu á, khẩu vị mà muốn ăn chua hơn nữa thì cả nhà ủ thêm 2 tiếng, nhớ nha. Ok, bây giờ thì Hoa Si sẽ mang đi ủ nè. Hoa Si sẽ ủ trong vòng 6 tiếng rồi lấy ra cho cả nhà xem nha. Đó, xong rồi nè, siêu không? Ủ quá nhanh luôn phải không? Hoa Si phải đợi ủ 6 tiếng xong và quay cái đoạn kết cho cả nhà xem mới chịu đó. Thấy thương gia đình ghê không? Thương quá thương luôn chứ không phải thương bình thường nữa. Ok, bây giờ Hoa Si sẽ ăn thử và gắp ra đĩa cho cả nhà xem nha. Đó, đẹp không? Nhìn là thấy chuẩn kim chi rồi đó. Công thức cách làm quá chi là đơn giản luôn. Thơm ghê. Ok, chúc các bạn thành công nha. Công thức nguyên liệu và gia vị Hoa Si để hết ở đây cho cả nhà nha. Đừng quên like và share, đặc biệt là bấm theo dõi và thích trang để đón xem những tập tiếp theo cả nhà nha. Hẹn gặp lại.